mừng toàn thể tất cả quý vị trở lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Khung giờ phát sóng quen thuộc 13:15 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình của chúng ta sẽ là một nơi kết nối giữa một thần tượng và một người hâm mộ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với người hâm mộ là ai ạ? Em chào anh, em chào quý vị đang xem đài. Em tên là Nguyễn Đặng Bình Minh. Hiện tại công việc em đang là một diễn viên MC và làm một số mảng về nghệ thuật giống như là phụ make up hoặc nail. Em có thể bật mí một chút xíu gì về cái người nghệ sĩ nằm trong trái tim của em cho quý vị khán giả được biết? Thần tượng của em là một người đàn ông cao, trên 1m8. À, cao dữ ta. Hát hay như anh vậy đó. Trời ơi, hát hay như anh vậy là anh đoán coi đây có thể là một ca sĩ đúng không ạ? Đa năng luôn, đa tài luôn. À, thật là thú vị. Vâng ạ, thần tượng của chúng ta hôm nay sẽ là... Ngày dài đi mơ dưới chân nghe nỗi buồn rơi. Phải chăng con tim tôi không vỡ tan rơi đầy bước sâu. Lời đầu tiên xin cho phép Hakuta Dũng Hà được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Em đã được gặp thần tượng của mình bằng xương bằng thịt rồi. Dạ. Em có cảm nhận gì đầu tiên? Sao anh thấy trong mắt em có một nét bối rối? Không biết nói anh gì, chỉ câu câu đơn dạ. giản bình thường mình khi gặp nhau. Dạ, khỏe không anh? Anh khỏe. Dạ. Dạ. À, cảm xúc của anh hôm nay như thế nào khi mà được đứng đây ở ngay chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cùng với một bạn fan của mình? Thực ra thì ngày hôm nay Hakuta cảm thấy rất là vui và bất ngờ. Tại vì từ trước đến giờ thì mọi người cũng biết là mình hoạt động trong môi trường giải trí. Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ giống như là ngôi sao. Dạ. Và giống như mình chỉ là một cái người mà đam mê âm nhạc và thôi. Và những cái người bạn mà yêu thích giọng ca của mình á, thì mình cũng xem họ giống như là những người bạn của mình. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Và quý vị ơi, còn đợi gì nữa mà chúng ta không vào đến phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hôm nay khi mà đến với chương trình thì chắc là em cũng đã có những cái câu hỏi để hỏi vào anh Dũng Hà, Hakuta. Thì trước khi những câu hỏi đó được hỏi thì em cũng xin anh Dũng Hà, Hakuta nói với lại khán giả rằng là tất cả những gì hôm nay anh nói đều sẽ là sự thật. Và nó phải là thật từ trong trái tim của mình nói ra. Trước giờ Hà thì luôn luôn với cái tinh thần là Hà có sao thì Hà sẽ nói vậy. Chính vì thế cho nên ngày hôm nay trong chương trình này, tất cả những gì mà Hà chia sẻ cho các bạn ở đây cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi đều là những gì rất là chân thật ạ. Dạ, em có soạn bộ câu hỏi nhiều lắm. Và bây giờ bắt đầu nó chạy tứ lung tung rồi, thôi bây giờ cái câu nào nó chạy chạy ra thì... À, ý là mình soạn nhiều quá rồi sau đó mình không nhớ mình hỏi gì luôn đúng không ạ? Thì dạ, xin phép anh, em có nghe là có một cái thời gian là anh không có hoạt động nghệ thuật, thì cho em hỏi là trong cái khoảng thời gian đó thì anh làm gì? Đúng là có một khoảng thời gian thì anh vì lý do sức khỏe cá nhân rồi một số chuyện gia đình, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục tham gia. Thì cái thời gian đó khi mà mình tạm ngưng á, đầu tiên là mình cũng để giống như là phục hồi lại sức khỏe của mình. Và cái điều quan trọng nhất là tinh thần, bởi vì trong cái nghề này á, cái tinh thần của chúng ta mới là quan trọng, đúng không ạ? Mình có tinh thần mình mới sáng tạo được, mình mới cảm nhận được. Và may mắn quá, ban đầu anh cứ nghĩ là anh sẽ không có cơ hội để quay trở lại với lại môi trường giải trí. Chắc có lẽ là mình vẫn còn duyên với nghề, cho nên là anh nhớ là đâu khoảng chừng chưa tới nửa năm thì cả giọng hát, cả sức khỏe thì hồi phục được khoảng chừng 90%. Tức là anh đã bị những cái cú sốc rất là nặng về tâm lý. Vì lúc đó gia đình anh là một cái áp lực rất là lớn. Dạ. Vì mặc dù là bên ngoài có vẻ như là cả bố lẫn mẹ đều rất là ủng hộ, nhưng mà với cái thời gian mà quá dài như thế thì rất là khó để cho các phụ huynh kiểu như là họ yên tâm về mình. Dạ.
họ lúc nào cũng lo lắng. Và có một lần thì anh còn nhớ là bố và anh đã tranh luận với nhau. Dạ. Và bố có nói cũng hơi nặng. Nhưng mà lúc đó là vì anh không hiểu, là tại vì thời gian sau đó thì bố anh mất, bị bệnh nặng. Thì lúc đó kiểu như chắc có thể là bố cảm nhận được cái thời gian của mình không còn, thành ra là bố đã quá lo. Thì thời điểm đó làm cho anh cũng hơi bị sốc, tại vì anh đang phải vật lộn với cái nghề của mình rất là nhiều. Chính vì điều đó cho nên là nó làm cho mình kiểu khi mà tinh thần mình đã bị xuống rồi á, nó ảnh hưởng rất là lớn. Mọi người cứ nghĩ là nó là một cái gì đó nó rất là mơ hồ, nhưng khi mà mình ở trong cái vị trí đó mình mới hiểu được. Khi mà anh đã vượt qua được cái cơn trầm cảm đó, những cái nỗi khổ tâm đó, để bây giờ có thể trở lại với sân khấu, trở lại với lại những cái công việc âm nhạc của mình, thì em sẽ chúc mừng anh. Đây là một cái tín hiệu rất tốt trong tụi mình ạ. Cảm ơn Vũ. Nhân đây thì hai cô ta cũng muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các bạn khán giả rất là nhiều. Mặc dù mình không phải là một người mà đã có rất là nhiều cái sản phẩm để mà có thể là được đặt mình lên vị trí giống như các anh chị làm nghề, nhưng mà bù lại mình lại có được một số lượng nho nhỏ thôi. Những người bạn đồng hành chính là những người mà đã đam mê cái giọng hát của mình và âm nhạc của mình cho đến tận bây giờ. Và trong cái khoảng thời gian mà ngay cả khoảng thời gian mà anh bị khủng hoảng như vậy á, họ cũng chính là những cái người mà giúp anh lấy lại tinh thần từ từ rất là lặng lẽ, có nghĩa là họ hiểu tính anh, cho nên họ không vào nhắn tin hay gì cả. Là có những người họ có bằng khả năng của họ thì họ sẽ tìm gặp anh, để mà họ chỉ cần cho mình biết là vẫn có họ ở bên cạnh. Dạ. Và đó chính là cái nguồn động viên lớn nhất mà anh nghĩ là ngay bây giờ anh có thể là quay trở lại. Dạ. Và đem đến nhiều sản phẩm tốt hơn. Em thấy rồi đó, anh đã chia sẻ rất là nhiều về cuộc sống của anh. Em còn câu hỏi nào muốn hỏi sâu hơn chút xíu nữa để anh có thể trả lời em và những cái thắc mắc trong lòng em được không? Khi một cái người nghệ sĩ, một cái người mà sáng tác á, ai cũng cần có một cái nguồn cảm hứng. Vậy thì trước đó nguồn cảm hứng của anh là gì, và sau khi mà qua cái khoảng thời gian mà khó khăn của anh thì bây giờ bắt đầu anh năng lượng lại, thì cái nguồn cảm hứng của anh là gì? Mọi cái nguồn cảm hứng thì mọi người qua cái sản phẩm âm nhạc của Hakuta thì có thể hiểu nó là những cái câu chuyện, nó là những cái trải nghiệm của mình, đa phần là chuyện tình cảm. Mình không chọn viết về chủ đề xã hội. Chính vì vậy mà trước đây thì cái nguồn cảm hứng của mình đã có một thời gian nó bị gián đoạn. Thì sau này khi mà mình đã quay trở lại được bình thường thì cái nguồn cảm hứng của Hakuta thì đã bắt đầu vươn ra rộng hơn. Có nghĩa là nó vẫn là những cái câu chuyện tình cảm, nhưng mà nó liên quan nhiều đến những mối quan hệ khác với lại tình cảm đôi lứa. Ví dụ như trong gia đình, ví dụ như bạn bè. Tại vì anh nghĩ là đối với những ai mà trải qua giai đoạn mà khó khăn về mặt tinh thần giống như anh á, thì họ sẽ hiểu rằng đôi khi cái tình cảm mà đôi lứa nó không quan trọng bằng cái việc là những người xung quanh của mình là ai. Và lúc đó thì gia đình là một phần rất là lớn. Và mình cũng muốn là khi mình quay trở lại, mình đã tích cực hơn, mình sẽ viết về những cái sự tốt đẹp của tình yêu để cho mọi người cũng cảm thấy là thoải mái hơn. Anh viết về những điều tích cực hơn. Đúng rồi. Đó là anh nhìn sự việc bằng một cái con mắt bớt đa nghi hơn, nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Em có một cái thắc mắc hơi nhỏ nhỏ này, em nghĩ chắc là đây cũng là thắc mắc của bạn fans của anh. Anh có thể giải thích nhiều hơn về cái tên của anh được không ạ? Cái tên. Tại vì em thấy rất là độc đáo. Dạ. Thực ra cái tên này thì cái ý nghĩa của nó cũng vô tình thôi. Là hồi xưa có một người bạn nghe tâm sự của anh nhiều, thì bạn nói là có một cái tên này rất là hợp với cậu, là cậu hãy lấy cái tên này, là nó là từ thổ ngữ, nó có nghĩa là người đem đến hạnh phúc cho người khác. Bởi vì bạn cảm giác như mình luôn luôn kiểu muốn chiều lòng người khác mà đôi khi quên mất cái bản thân mình như thế nào, quên mất cảm xúc của mình. Thì đó vừa là cái nhắc nhở phía bên ngoài và phía bên trong luôn. Có nghĩa là mình muốn đem đến hạnh phúc cho người khác, mình phải biết mình có hạnh phúc hay không đã. Tại vì anh cũng thích văn hóa Nhật Bản, thành ra anh đã sửa cái tên đó thành chút xíu, thành đọc thành Hakuta, thì mọi người lại cứ tưởng là cái tên đó là một tên tiếng Nhật, nhưng mà nó không phải xuất phát từ tiếng Nhật. Có thể mọi người đọc là những mà Hakuta thì mọi người sẽ đầu lộ từ tiếng Nhật. Anh thông cảm cho em hay ghẹo. Không sao, tại vì căn bản là anh cũng thích văn hóa Nhật Bản, và mọi người thấy anh hay kiểu nấu ăn hay là những cái phục trang bình thường anh mặc nó cũng có hơi hướng đó. Để em nhìn, cái tóc cột em cũng hơi nghi mà em dám hỏi. Dạ. Thì em thấy trong văn hóa Nhật Bản, ngoài nấu ăn, ẩm thực, trang phục này kia, thì em thấy người Nhật còn có thích cái về cái phần mà trồng cây á. Thì anh có thích trồng cây không? Và nếu như mà anh có trồng cây thì cái loại cây nào mà anh thích trồng? Anh vẫn luôn có một cái niềm tin mãnh liệt là anh là một người có khả năng mà cứu sống các loại cây. Bằng chứng là trải nghiệm của anh là hồi xưa khi mà anh có thời gian anh làm ở lĩnh vực là quản lý nhà hàng khách sạn. Khi mà thấy mọi người đang trồng cái chỗ đó nó có vẻ hơi bị héo úa, thì mình có chăm bón, thì mình thấy là nó có thay đổi rất là tốt. Tốt lên. Rồi ví dụ như ở nhà anh đi, thì bố hồi xưa có trồng cây trên sân thượng. Mình thấy sao nó cứ bị kiểu nhìn màu sắc chán quá, thế là mình thay đổi cải tạo và tạo được nguyên cái rừng cây xanh.
thì mình cũng thấy ok. Và cái loại cây mà anh thường hay thích trồng á, bạc hà đỏ nè, rồi có cây lưỡi hổ nè, rồi có một cái loại dây trường xuân. Yeah. Ừ, thì là những cái loại đó anh thích. Anh lại còn có một cái đam mê nữa là anh rất là thích có hoa trong nhà, cắm hoa tươi. Nhưng mà vì cái lý do công việc là em cũng biết rồi, nhiều khi anh không thể ở nhà chăm sóc liên tục. Đúng rồi, được. Đúng rồi. Nếu mà anh rành về các loại cây, các loại hoa, các loại lá như vậy thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như các khán giả biết rằng là có một loại cây nào tượng trưng cho tình yêu không anh? Anh nghĩ là cái tình yêu đó theo cá nhân của anh. À, theo cá nhân của anh đó hả? Cây mà nó mang ý nghĩa tốt nhất về tình yêu á thì anh thấy nó là cây xương rồng. Nó nói về tình yêu rất là hay, là trên cái mảnh đất khô cằn thì nó vẫn có thể nở được, nó vẫn có thể phát triển được vì nó có thể bắt được những cái mạch nước ngầm. Yeah. Và trong cuộc sống mình thì cũng giống như vậy, đôi khi ở những cái nơi mà mình không ngờ tới thì lại là những cái nơi đem đến những cảm xúc cho mình chân thành nhất, và đó là những cái mà anh cũng đã được trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Nãy giờ em thấy tụi mình ngồi trò chuyện cũng nhiều rồi, mình nên đến một cái phần 2. Nó có những cái trò chơi vận động thân thể một chút. Okay. Để giãn nở xương cốt cũng như là giảm cái phần bụng mà em với anh cũng hơi có à. Okay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình. Chào mừng tất cả các vị khán giả thân thương đã trở lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đây là một cái thử thách mang tính chất đồng đội ạ. Đối đầu với em. Không à, MC chỉ dẫn trò thôi ạ. Dạ. Để đối đầu với thử thách của chương trình, chiến thắng thì sẽ có thưởng, thua thì sẽ có hình phạt ạ. Em nghĩ em phạt được anh sao? Em thì không dám phạt, em chưa dám đọc được nội dung phạt ở chương trình đưa vô chứ em đâu có dám phạt anh. Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, trò chơi của chúng ta là đưa bóng bàn về bàn. Cả hai người, mỗi người sẽ cầm một cái mút và giữ cho trái banh ở giữa. Sau đó, hai người đi thẳng lại và trái banh nó không được rớt. Ngay khoảnh khắc nào mà trái banh rớt xuống là ép buộc phải ông trọng lấy lại trái banh mới để đi lại từ đầu. Okay. Đó. Và tới đây, cái mình bật cái chế độ lăn này nè. Hey. Rồi. 3 phút, 7 trái thắng giật giải chương trình. Dưới 7 trái coi như là phạt. Có nghĩa là thua thì hai người chơi đi phạt MC đúng không anh? Anh vẫn còn rất tỉnh táo em ạ. À. Cái mặt em nó phạt MC mà cái mắt của em nó ngộ ghê. Phạt MC đúng không ạ? À? Bé dữ vậy anh. Phạt MC đúng không ạ? À? Đúng rồi đó, anh cũng đang tò mò giống vậy á. Dạ. Ủa, sao vậy anh ơi? Mọi người ơi, mọi người hãy bắt đầu. Từ nha, từ. Đúng rồi, nhiều khi một ngọn gió thổi qua sẽ làm mọi thứ hư hết, em nói mà. Đúng rồi. Phải kiên nhẫn. Nhanh em ơi, nha. Cái này cái tâm của em nó phải tịnh lại. Ok. Từ từ. Vào rồi. Hai trái rồi. Bỗng nhiên trò chơi dễ đến lạ thường. Có vẻ như là hai trái tim đã trở nên đồng điệu với nhau à. Yo. Suốt một khoảng thời gian trôi qua thì tôi đã nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy đã xuất hiện liên tục nhiều hơn và... Rồi. Bình tĩnh em ơi. Không sao đâu em ơi. Em đang lo lắng đó đúng không? Bình tĩnh. Lâu bình rồi tĩnh. Không có người con trai nào nắm tay em như vậy đúng không? Đó là một sự mệt đúng không em ạ? À? Vô. Rồi, cố gắng. Từ nha, từ từ. Nó tuột. Mọi thứ có vẻ khó hơn rồi đúng không ạ? Từ nhanh. Quay. 5 trái rồi. Đã 5 trái rồi, còn 2 trái nữa thôi, chiến thắng của chúng ta. Từ nha. Chúng ta chỉ còn 10 giây ạ. À. Trời ơi. 10 giây. Cố gắng lên ạ. 10. 9. 8. 7. Rồi 6. 5. Alo, cho thêm 2 giây nữa không ạ? Không ạ. 4. 3. 2. 1. Đã thất bại với thử thách này rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng xin chúc mừng rằng là anh đã được 5 trái và chúng ta đã thua cuộc trong vòng thi này nên vẫn nhận hình phạt 3 phút tới 7 trái lần anh. Dạ đâu, anh nghĩ á anh ơi,
thắng thì mình thưởng, mấy thua thôi về nữa. Dạ đi về. Đúng rồi, ừ, anh em nắm tay đi về. Dạ, ủa, từ khoan đã, đi về còn một mình tôi đây ạ. À, đương nhiên là mình thắng thì mình có thưởng đúng không? Thưởng thì tụi em sẽ chia cho anh, còn phạt thì mình anh lãnh đi. Chúng ta sẽ đến hình phạt của chương trình ạ. Hồi nãy có nghe hai người chơi ăn hiếp MC quá, thì bỗng nhiên biên tập gọi điện thoại cho MC: anh Vũ ơi, hình phạt anh tùy ý phạt, anh muốn phạt gì anh phạt đó. Thì tôi nghe tới đó tôi thấy thời tôi tới rồi. Em nãy giờ anh rất là nhẹ nhàng vui vẻ với em mà, đúng không? Anh em mình thương yêu nhau. Dạ dạ. Alo chị biên tập hả? À mấy cái khúc nãy em ăn hiếp Vũ chị cắt hết rồi hả? Đúng rồi, cắt đi chị. Dạ cắt, cảm ơn chị. Nói chứ là kính thưa quý vị và các bạn, hình phạt ngày hôm nay rất là dễ chịu, rất là dễ thương. Hình phạt được mang tên là soi gương ạ. Soi gương, tức là Nguyễn Đình Vũ sẽ đứng đây, Nguyễn Đình Vũ pose dáng như thế nào. Wow. Thì hai người phải làm cái dáng đó, chẳng hạn như những cái dáng khó nhằn như vậy. Dạ. Hình phạt bắt đầu. Wow. Xin một nét nhạc ạ. Không có nhảy nhảy, nhảy là sai luật ạ. À. Không có, anh đang vô thế, anh đang vô thế. Wow. Làm khó quá. Trời ơi, Vũ ơi. Ây da, đẹo có tuổi tác ạ. À. Vậy mà bà này bà vẫn làm được. Dáng thứ tư ạ. À. Một trong những tư thế. Dáng cuối cùng ạ. Có chấm điểm thần thái nữa ạ. Anh ơi, anh đàn ông quá, cái dáng của em cái tay phải dày. Ồ vậy hả? Dạ. Cái tay phải dày nữa. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Hình phạt thì cũng đã thực hiện rồi. Bây giờ là đến lúc nhận một phần thưởng nho nhỏ từ chương trình dành tặng cho tất cả chúng ta. Đây là hai voucher xinh xắn từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao gửi tặng các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Bi, và giờ phát sóng quen thuộc của chương trình 13:15 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại. Yeah. Mình vẫn nghĩ là mình sẽ không có nhiều người để ý đến mình, nhưng mà ngày hôm nay mình đã tiếp được thêm nhiều năng lượng và hy vọng sẽ đem đến thật là nhiều những sản phẩm mới để phục vụ cho tất cả mọi người. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình với mình nha. Không biết nói gì hơn thì em chúc anh có thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy năng lượng, vui tươi và sẽ có thật nhiều là sản phẩm âm nhạc chạm tới trái tim của quý khán giả.